Sau 10 năm sáp nhập, thủ đô Hà Nội đã có sự phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực, bắt nhịp với xu thế của thời đại. Với mục tiêu đến năm 2025 trở thành thành phố thông minh, thành phố đang nỗ lực xây dựng các thành phần cốt lõi. Lợi thế, tiềm năng nhiều, nhưng cũng có không ít thách thức đặt ra đối với Hà Nội trong quá trình thực hiện. Đầu giờ sáng, tại khu vực nhà chờ xe buýt nhanh BRT01 Kim Mã bến xe Yên Nghĩa có rất đông hành khách đứng chờ xe. Thay vì sử dụng vé giấy, hành khách trên tuyến buýt nhanh được sử dụng loại vé điện tử có gắn chip. Chỉ cần quẹt thẻ tại cổng kiểm soát vé để vào nhà chờ, khi xuống xe quẹt thẻ để ra khỏi nhà chờ, hành khách không mất thời gian mua vé, kiểm tra vé. Tấm thẻ này còn rất tiện lợi cho việc giao dịch và nạp thẻ của hành khách, kiểm soát doanh thu, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị vận hành thu thập thông tin về nhu cầu đi lại, phục vụ công tác quy hoạch mạng lưới tuyến. Hệ thống vé điện tử này được thành phố Hà Nội áp dụng từ tháng 10 năm 2018 và đến nay đã mang lại những hiệu quả nhất định. Tôi đi cái này thì tôi thấy rất là có hiệu quả, bởi vì cái thứ nhất là nó nhanh gọn, cái thứ hai thì sau khi mà dùng cái thẻ điện tử thì tôi thấy vô cùng là tiện lợi, nghĩa là không bị mất thời gian lắm, mà đến một cái là có thể quẹt thẻ là mình vào được luôn. Thế là tôi thấy là khi mà nhà ga mà mở ra cái chương trình này tôi rất ủng hộ. Nếu như là mạng lưới giao thông mà mở rộng đã được thì cũng nên phổ biến cho tất cả các hệ thống để thuận lợi cho mọi người dân đi lại thuận lợi hơn, để giảm lại cái ủng tắc giao thông. Những cái người mà không mua thẻ thì không thể vào được, và nó sẽ giúp cho cái nhân viên kiểm soát được hết số người vào và một cách chính xác. Ngoài việc ứng dụng công nghệ thông tin trên một số tuyến xe buýt, người dân tại các quận nội thành Hà Nội nhiều tháng nay được tiếp cận hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và thanh toán phí trông giữ xe qua điện thoại thông minh iParking tại các điểm trông giữ xe ô tô. Thay vì phải loay hoay tìm kiếm điểm đỗ và phải trả phí trông giữ xe ô tô với nhiều mức giá không rõ ràng, thông qua ứng dụng iParking này, người dân có thể tìm được điểm đỗ xe trong khu vực nội thành một cách nhanh chóng. Từ 17 mô hình thí điểm, nay thành phố Hà Nội đã nhân rộng mô hình này lên gần 150 điểm và nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân nhờ sự tiện dụng, minh bạch, tránh tình trạng chặt chém khi gửi xe. Tôi thường xuyên là lên ở trên khu vực Lý Thường Kiệt này để gửi xe để vào chỗ đơn vị để chúng tôi làm việc. Đấy. Và qua cái làm việc thì đến đây thì cái app kênh cái tìm kiếm tôi thấy rất thuận tiện. Nhưng về cái nội dung chính là về các cái mạng thì bây giờ là tăng cường lên các cái mạng nó nhiều lên. Vì đây hiện tại bây giờ là mới dùng mỗi một cái mạng của Viettel. Đấy. Còn Mobile và Vina là hình như là vẫn chưa thanh thoát được cái việc này. Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến vào việc điều hành và quản lý mạng lưới giao thông trong thành phố. Đây là những bước đi đầu tiên của Hà Nội trong việc xây dựng hệ thống giao thông thông minh, tiến tới xây dựng thành phố thông minh. Đối với cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong là quản lý tổ chức điều hành giao thông và xây dựng cái giao thông thông minh trong cái xây dựng thành phố thông minh, thì theo chỉ đạo thành phố chúng tôi cũng đã triển khai nhiều cái nội dung. Một là chúng tôi ứng dụng cái dịch vụ iParking trong công tác quản lý các cái điểm trông giữ phương tiện giao thông. Thứ hai là ứng dụng cái phần mềm góp ăn trong cái việc mà quản lý công tác bảo trì về kết cấu hạ tầng giao thông. Thứ ba là tăng cường công tác quản lý camera giám sát điều hành giao thông và thông qua đấy xử lý phạt nguội cái đối với các cái vi phạm, tăng cường cái tính tự giác chấp hành luật lệ giao thông. Và mới đây nhất thì chúng tôi cũng đã thí điểm cái ứng dụng thẻ vé điện tử trong cái hệ thống BRT và tiếp tới sẽ triển khai trên hệ thống xe buýt của thành phố. Theo kế hoạch, tiến trình xây dựng thành phố thông minh của Hà Nội trải qua 3 giai đoạn. Từ nay đến năm 2020 sẽ hình thành cơ bản các thành phần cốt lõi của thành phố thông minh, bao gồm nền tảng cơ sở hạ tầng, các cơ sở dữ liệu cốt lõi, hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng các hệ thống thông minh trong các lĩnh vực thiết yếu, giáo dục, y tế, giao thông, du lịch, an toàn xã hội và môi trường. Từ năm 2020 đến năm 2025 sẽ hoàn thành cơ bản các hệ thống thông minh, thu hút người dân tham gia và hình thành nền kinh tế số. Giai đoạn 3, sau năm 2025, sẽ phát triển thành phố thông minh ở mức độ cao, mang đặc trưng của nền kinh tế tri thức. Thực hiện lộ trình nêu trên, 2 năm qua, Hà Nội đã có bước đột phá căn bản về công nghệ thông tin, chính quyền điện tử đã dần được hình thành. Tổ dân phố Hoàng 18, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, giờ có tên gọi khác là Tổ dân phố điện tử.
người dân trong tổ dân phố này cùng nhau đóng góp mua máy tính, máy scan để đăng ký các dịch vụ công trực tuyến. Ngày xưa thì phải lên phường rất mất thời gian. Thế có khi đi có khi nhá, từ sáng đến trưa xong rồi lại đến chiều mới có khi lấy hồ hoặc là hôm sau mới lấy được. Nhưng bây giờ thì rất là nhanh. Chỉ có cần một tí buổi sáng thôi. Ra đây xong rồi chiều đến là lấy thôi. Rất là tiện lợi. Cái việc mà xây dựng cái tổ dân phố điện tử này là có một cái ý nghĩa rất là lớn. Thứ nhất là giúp cho bà con có thể đến để mà làm những cái thủ tục dịch vụ hành chính công mức độ 3 hoặc là 4 đấy thì là rất là thuận tiện, không phải lên phường, đỡ tiết kiệm được cái thời gian đi lại và cũng là thuận tiện cho bà con là có thể làm vào buổi tối cũng được. Hiện có đến gần 90% các thủ tục hành chính của phường Cổ Nhuế 1 được đăng ký qua mạng. Thế nên hàng ngày có rất ít công dân đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường giải quyết các thủ tục hành chính. Chúng tôi đến giờ này đã giảm được cải cách thủ tục hành chính và tiết giảm thời gian được 8 loại thủ tục hành chính cho nhân dân liên quan đến lĩnh vực tư pháp và đã tiết kiệm thời gian cho công dân cũng như cán bộ rất là nhiều, đặc biệt là đã trả kết quả ngay trong ngày. Năm 2018, Hà Nội đã hoàn thành triển khai diện rộng hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố, tích hợp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 đến 22 sở, ban ngành, 30 quận, huyện, 584 xã, phường, thị trấn, đồng thời tích hợp chữ ký số chuyên dùng của chính phủ. Thành phố đã có 1.055 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4, chiếm 55% tổng số các dịch vụ công đang triển khai, trong đó có 916 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 139 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Không những thế, thành phố đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu dân cư cho hơn 7,5 triệu người dân, đang tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về 3,7 triệu mảnh đất, cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người dân, doanh nghiệp, triển khai kết nối, chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả điều hành trên các lĩnh vực. Cái tỷ lệ giải quyết giao dịch thủ tục hành chính của người dân qua mạng tại nhà đã thể hiện cái việc là người dân đã quan tâm đến cái việc cải cách thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước. Hiện nay, thành phố ưu tiên xây dựng các hệ thống thông minh trong một số lĩnh vực nóng như giao thông, du lịch, y tế, môi trường. Trong năm 2019 này thì tiếp theo cái chương trình về ứng dụng và chúng tôi coi như là một cái giải pháp đột phá trong một quản lý điều hành giao thông là ứng dụng giao thông thông minh. Thì chúng tôi cũng báo cáo thành phố đã được thành phố cho phép là triển khai số hóa cái hạ tầng, kết cấu hạ tầng giao thông và xây dựng cái bản đồ giao thông trực tuyến để cung cấp cái tình hình giao thông trực tuyến giúp cho người dân lựa chọn được các cái phương án tổ chức đi lại thuận tiện trong khi mà chúng ta giao thông trên đường một cách trực tuyến. Tại hội nghị cấp cao về thành phố thông minh tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9 vừa qua, các đại biểu tham dự đều cho rằng Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành đô thị thông minh, nhưng cần chú trọng mục tiêu phát triển bền vững về con người và môi trường. Xây dựng thành phố thông minh rất quan trọng và cần thiết với thành phố Hà Nội. Với sự phát triển nhanh và mạnh mẽ, dân số trẻ và vô cùng năng động, cùng rất nhiều nguồn lực về kinh tế, tài chính, công nghệ, mô hình thành phố thông minh sẽ giúp thành phố Hà Nội kết nối tốt hơn với các thành phố lớn khác trong nước cũng như khu vực. Để xây dựng thành phố thông minh, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thành phố đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ. Bên cạnh đó, thành phố luôn chú trọng thu hút các nguồn lực đầu tư từ xã hội, đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm và tri thức, thông qua việc ký văn bản ghi nhớ với nhiều tập đoàn trong nước và nước ngoài, đồng thời mời các đối tác của chính phủ và doanh nghiệp Mỹ tham gia tư vấn về xây dựng trung tâm giám sát điều hành tập trung, xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị, quy hoạch xây dựng, đất đai trên nền bản đồ số. Xây dựng thành phố thông minh đang trở thành xu thế toàn cầu, nhất là ở các thành phố lớn. Với thủ đô Hà Nội, xây dựng thành phố thông minh nhằm hướng tới cuộc sống tốt đẹp cho người dân. Lấy người dân làm trung tâm là quan điểm nhất quán của chính quyền thành phố trong quá trình triển khai thực hiện. Thành phố thông minh không chỉ giúp cho người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, mà còn bảo đảm minh bạch, hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu của bộ máy công quyền. Hòa cùng với xu thế chung của thế giới, với một lộ trình rõ ràng,
cùng với những bước đi thận trọng, thành phố Hà Nội phấn đấu là địa phương đi đầu trong cả nước xây dựng thành phố thông minh, tự tin đứng trong mạng lưới các thành phố thông minh trong khu vực và trên thế giới trong tương lai không xa.